Lý ơi, có nhiều người nói ấy, kiểu là con gái mà khi say ấy, thì là sẽ thèm làm chuyện ấy nhiều hơn ấy. Thì em đã bao giờ say chưa? Rồi, vài lần say. Thế anh hỏi thật nhé, cái lúc say ấy, thì em có thèm cái chuyện ấy nhiều hơn lúc bình thường không? Thì đấy tất nhiên rồi anh. Chắc chắn là hầu như là ai say thì kể cả anh say cũng thế thôi. Thật đúng không? Công nhận không? Say thì tự nhiên lại thèm mờ lem. Thay là hay say là hay muốn kiểu làm những cái điều hay lẽ phải. Thế ví dụ như là kiểu là khi mà em say ấy, thế gặp một chàng trai lạ ấy, thì ví dụ là con gái thì lúc đấy kiểu là khi mà gặp trai lạ thì là sợ, nhưng mà cái sợ cái kiểu là bị người khác đánh giá hay là sợ kiểu gì? Thật ra thì nó cũng tùy người, bởi vì thường là chị em phụ nữ là khi mà làm chuyện đấy thì thường ấy, như em ấy, thì nói chung là nó cũng phải gọi là phải có một cái cảm xúc gì đấy, chứ không phải rằng là tự dưng là gặp cái là kiểu cháy luôn được. Nghĩa là nếu như mà ít ra thì cũng phải vừa mắt, nhưng mà nói chung là vẫn sẽ là cái tâm lý của phụ nữ ở đâu là vẫn sẽ sợ bị đánh giá, nên là gọi là thèm thì thèm để trong lòng thôi, chứ còn chưa chắc là đã giáo gọi là kiểu vượt qua giới hạn. Tức là thèm, có thèm, thích, có, kể cả trai lạ, nếu như mà của lạ cũng thích, nhưng mà thích. là sợ bị đánh giá, chứ không phải là sợ bị chén, đúng không? Sợ bị đánh giá. Thế vậy thì bây giờ ví dụ như là kiểu là có mỗi hai người biết cái chuyện đấy với nhau, đi say rượu rồi có mỗi hai người biết cái chuyện đó với nhau, thì bây giờ làm gì có ai đánh giá đâu, chỉ có mỗi thằng đàn ông đấy với em biết, thì gọi là em biết nó biết, thì làm gì có ai biết, thì em sợ gì đánh giá. Nhưng mà em vẫn sợ, em không biết thì sao, nhưng mà chưa dám, thật sự là chưa dám. Là chỉ là trong đầu nhìn cũng hợp gu, cũng mở lem cũng tinh kích. Thế nhưng mà nó cũng chỉ dừng lại đấy thôi, chứ còn tự dưng xông vào nhau chén vẫn thấy chưa quen. Vẫn chưa quen á? Chưa dám. Thế ví dụ như là anh mà rủ em đi uống rượu ấy, xong rồi khoảng tầm 3-4 lần ấy, thì với anh rủ em đi uống rượu riêng này, xong em cũng thích anh rồi này, cũng kiểu thế nọ thế kia này, vậy thì rủ em đi uống rượu bao nhiêu lần thì em sẽ đồng ý cho em? Nếu mà nói chung là em mà thích anh thì chắc là một vài lần cành cao tí thôi. Thích có tình cảm thì lần sau là chén đấy, lấy cớ say. Lấy cái không say lại giả vờ say. Đấy anh em ạ, đôi khi không biết ai là gà ai là thóc đâu, đúng như nào. Đúng rồi. Đó, chị em thì ai cũng thế thôi, đúng không? Không biết ai là gà ai là thóc đâu. Chỉ có cái điều là ví dụ như lần đầu tiên ấy mà được ai đó kiểu đồng ý như thế thì hy vọng rằng là anh em không để mất mặt. Bởi vì nếu mà lần đầu tiên mà gặp phải một cô bé nào đó mà ấy lần đầu tiên thì kiểu gì cũng bị nhanh ra. Thế nên tốt nhất là anh em nên có một cái gói cao xỉn xú ấy thủ sẵn ở trong ví, nhét vào ngăn nhỏ của ví. Bởi vì anh em phải dùng cao xỉn xú bột, chứ dùng cao xỉn xú nước thì không phải là lúc nào cũng có thể mang theo người được, đúng không? Cao xỉn xú bột, cái gói nhỏ nhỏ nhét vào trong ngăn nhỏ của ví. À, để ví dụ như là có vô tình mà lại rủ ai đó đi uống rượu, sau đó thì lại được có vài phút không thì mất mặt anh em lắm. Thế nên là anh em nào muốn mua cao xỉn xú nguyên chất nhá. Đó, đừng mua cao xỉn xú nước nhá. Ngày trước Quang bán cao xỉn xú nước rồi, xong rồi có mấy người bị rộp, bị bỏng, rất là nguy hiểm. Đó, thì ai muốn mua cao xỉn xú nguyên chất ấy, inbox Quang bán cho. Ai mà không hài lòng nhá, hoàn tiền ngay lập tức, thề luôn nhá.